Chào mừng tất cả các con đã quay trở lại với khóa học Tiếng Việt lớp 5, bộ sách Kết nối tri thức với cuộc sống trên olm.vn. Cô trò chúng ta sẽ cùng nhau đến với một chủ đề mới, chủ đề mang tên Thiên nhiên kỳ thú. Chúng mình sẽ được khám phá thiên nhiên với những điều vô cùng thú vị. Trong video này, chúng ta sẽ tìm hiểu một bài đọc viết về vẻ đẹp của thiên nhiên và con người ở nơi cùng trời trước khi đến với bài đọc đó chúng mình hãy cùng cô khởi động chắc hẳn chúng ta đã được nghe tới cổng trời rồi đúng không nào vậy theo các con những nơi như thế nào được gọi là cổng trời à đúng rồi đó là những nơi ở vị trí cao cảnh vật tạo cảm giác như có cánh cổng dẫn lên trời có thể kể tới như cổng trời ô quy hồ ở tỉnh lai châu cổng trời linh quy pháp ấn ở lâm đồng cổng trời nghinh phong hay còn gọi là cổng trời mũi nghinh phong ở tỉnh phú yên bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu bài đọc trước cổng trời để xem cổng trời trong bài thơ sau đây được miêu tả với những vẻ đẹp ra sao trước tiên hãy cùng cô luyện đọc các con chú ý đọc đúng các từ ngữ chứa tiếng dễ phát âm sai ví dụ như vách đá ngút ngát, vạt nương, lòng thung, nắng chiều, vân vân. Đọc đúng các ngữ điệu như sau, đọc câu hỏi gợi vẻ ngạc nhiên, ngỡ ngàng ở khổ thơ mở đầu. Nhấn giọng ở những từ ngữ gợi tả vẻ đẹp đặc biệt của thiên nhiên vùng núi cao như ngút ngát, ngân nga. Hãy lắng nghe cô đọc mẫu. Trước cổng trời, giữa hai bên vách đá mở ra một khoảng trời có gió thoảng mây trôi cổng trời trên mặt đất nhìn ra xa ngút ngát bao sắc màu cỏ hoa con thác xéo ngân nga đàn dê soi đáy suối giữa ngút ngàn cây trái dọc vùng rừng nguyên sơ không biết thực hay mơ dáng chiều như hơi khói những vạt nương màu mật lùa chín ngập lòng thung và tiếng nhạc ngựa rung suốt triển rừng hoang dã. Người tày từ khắp ngả đi gặt lúa, trồng rau, những người giấy, người dao đi tìm măng, hái nấm, vạt áo chàm thấp thoáng, nhuộm xanh cả nắng chiều và gió thổi suối reo ấm giữa rừng sương giá. Đây là bài thơ của tác giả Nguyễn Đình Ảnh. Các con hãy dừng video này lại một lát để có thể luyện đọc bài thơ này nhé. Trong bài thơ có các từ ngữ sau đây chúng ta cần giải nghĩa. Trước tiên hãy cho cô biết theo các con nguyên sơ có nghĩa là gì? Đúng vậy, nguyên sơ là còn nguyên vẻ tự nhiên như lúc ban đầu. Chúng ta có từ vạt nương. Vạt nương là mảnh đất dài và hẹp trên đồi núi để trồng trọt. Và cuối cùng, triền. Triền có nghĩa là giải đất thoai thoải ở hai bên bờ sông hoặc hai bên sườn núi những từ ngữ này đã giúp các con hiểu thêm về nội dung bài thơ đúng không nào ta sẽ tiếp tục bài học với phần tiếp theo đó là phần trả lời câu hỏi câu hỏi đầu tiên như sau dựa vào khổ thơ thứ nhất hãy miêu tả khung cảnh cổng trời theo hình dung của các con chúng ta hãy trả lời câu hỏi tương tác sau đây nhé các con trả lời rất tốt Giữa những dãy núi trùng điệp, có một khoảng không rộng như thể là tách núi ra thành hai cánh cổng, để lộ ra khoảng trời rộng mở với những cụm mây lãng đãng, gợi liên tưởng như cổng dẫn lên trời hoặc cổng của nhà trời. Chúng mình tiếp tục với câu hỏi số 2. Từ cổng trời, cảnh vật hiện ra với những hình ảnh nào? Đó là các hình ảnh gió thoảng, mây trôi cỏ hoa ngút ngát, thác réo, đàn dê soi đáy suối. Cây trái ngút ngàn, những vạt nương màu mật, lòng thung ngập lúa chín, không gian nơi đây gợi vẻ nguyên sơ, bình yên, như thể hàng ngàn năm nay nó vẫn như vậy đúng không nào? Câu hỏi tiếp theo, con thấy hình ảnh nào thú vị nhất và vì sao? Câu hỏi này phụ thuộc vào suy nghĩ của chúng mình, hãy mạnh dạn bày tỏ với thầy cô và các bạn trong lớp các con có thể tham khảo ý sau đây của cô hình ảnh con thác xéo ngân nga là hình ảnh thú vị nhất bởi vì hình ảnh này đã được nhân hòa rất sinh động và hấp dẫn chúng ta đến với câu hỏi số 3 hình ảnh con người trong hai khổ thơ cuối có những điểm chung nào các con ạ à, hình ảnh con người ở hai khổ thơ cuối với người tày từ khắp ngả đi gặt lúa, trồng rau, những người giấy, người dao, đi tìm măng, hái nấm. Và với vạt áo chảm thấp thoáng, nhuộm xanh cả nắng chiều. Những người lao động trong hai khổ thơ cuối của bài thơ này hiện lên đều là những người sống tràn hòa với thiên nhiên, yêu lao động, chăm chỉ, chịu khó. Những con người trong hai khổ thơ cuối của bài thơ này thật đáng quý và thật đáng trân trọng câu hỏi thứ tư theo các con điều gì đã khiến cho cảnh rừng xương giá như ấm lên đúng vậy hình ảnh con người hăng say lao động hòa với tiếng gió thổi tiếng suối reo đã khiến cho cảnh rừng xương giá như ấm lên chúng ta thấy rằng bài thơ gợi lên một không gian hùng vĩ khoáng đạt với núi non mây trời trải giá bất tận nếu như không có hình ảnh của con người chắc chắn cảnh vật không thể ấm áp như vậy câu hỏi cuối cùng như sau chúng ta hãy nêu chủ đề của bài thơ trước cổng trời bài thơ này ca ngợi vẻ đẹp của thiên nhiên và người lao động thiên nhiên đã góp phần làm đẹp cho cuộc sống làm đẹp cho cảm xúc và trí tưởng tượng của con người Câu hỏi này cũng chính là nội dung mà cô muốn các con ghi nhớ ở bài thơ này. Bên cạnh đó, các con hãy học thuộc lòng bài thơ này nhé. Đây quả là một bài thơ rất hay và ý nghĩa, đúng không nào? Bài giảng đến đây là kết thúc. Cảm ơn các con vì đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại trong những bài giảng tiếp theo cùng với Oliver.